Mà thường lúc mấy vị tới là gió gì nữa sư phụ? Thấy không? Thấy không? Gió xong lúc mà vô hắn nó im đúng không? Là tại vì cái mấy vị là cái sờ mà lúc nào cũng vậy. Rồi chút cái nắng nó lên lên đúng không? Ừ. Gió tiếp là những gì đi kế tiếp, xuống tiếp. Đó. Thì con thấy cái đó là đó, mắt con thấy đó. Nó bởi không mà vậy đâu. Rồng hay là mấy vị tiên thật rồi đi là gió. Họ có một cái lực cản với gió. Tự vì mắt thường mình nhìn không thấy, không có nghĩa là không có. Sư phụ được lệnh cha cho lộ cho nên sư phụ ngồi nói chuyện với mấy con thoải mái. Cái con mà gặp mà những cái người như mấy vị thầy lớn hay là những vị đạt những thành công cao đó, mà mấy ổng theo cái luật Phật không có được nói chuyện chỗ này đâu. Mày gặp Phật hả, gặp Bồ Tát hả, tiết lộ thiên cơ hả? Ai tiết lộ thiên cơ kẹt đi về hả? Đúng không? Nhưng mà trong đó có kinh điển là nói vậy hàng trăm năm, hàng nghìn năm. Đồng thời kinh điển cũng có nói sẽ có một cái thời hạ hoang quân, sẽ có một cái đạo mới ra đời, sẽ có một vị chuyển luân thánh vương xuất hiện, sẽ có một vị thiên tử xuất hiện, rồi sẽ có một vị Phật Di Lặc xuất hiện để mà cứu độ chúng sanh, đúng không? Thì ai mà lộ cơ sớm thì người đó sẽ. Còn cái này là người này luôn lộ để mà lập lại cái đời mới. Sư phụ không lộ làm sao sư phụ lập được cái đạo? Sư phụ là chuyển luân thánh vương thì sư phụ phải lộ để mà lập cái đạo. Những người khác lại không có lộ trước được, được lộ có giấy phép. Mình ở cái thời đại này nó lạ, nhưng mà thật sự mấy con phải là vui, hãnh diện. Hãnh diện là mình gặp được sư phụ, một vị mà trong kinh điển đã nói hàng nghìn nghìn năm, thấy không? Cả những như Gia Cát Lượng hay là Thương Tử Nha hay là Lưu Bá Ôn hay là ngài Chặn Trình Nguyễn Bính Khiêm đều là đức thầy hết. Rồi sau đó đức thầy chuyển vô miền Tây là thành Phật Thầy Tang, rồi Chư Sĩ Mãn Khoai cũng là ngài luôn, cũng là một người. Cái thằng hồn đi như vậy đó, nói về một người mà người đó đệ tử của ổng, sư phụ. Rồi đến ngày mà sư phụ mà không xuất hiện thì con nghĩ những lời của những cái gì đó, tên tuổi đó sẽ như thế nào? Chẳng lẽ ông Nguyễn Minh Khiêm ông nói chặt lắc à? Chẳng lẽ ông Lưu Bá Ôn nói chặt lắc, ông Thương Tử Nha cũng nói chặt luôn. Ông nói sau này là Võ Dương gì đó, câu đó là gì? Võ Dương ra này, Võ Dương tức là cái ý ông nói là thương người bắt cướp theo cái thú nghiêu hồi đại thú mà nói thú nghiêu trở lại đúng không? Đó là trở lại thời xưa. Cậu đồng sao? Anh gắn từ ngày ông sư phụ ơi đại tôi bây giờ nhỏ không nhớ sư phụ ơi, từ ngày ông đại tôi giờ tôi thấy tôi tối hù à, không có cái tôi thiệt à. Võ Dương trị nước thế giới bình an là không, cái câu ở trong là Minh Dương trị chúng thế giới bình an, nhưng mà Võ Dương trở lại thời gian đúng không? Tức là người về cho con ngủ đi. Ồ, con chú bữa nay rồi đẹp dữ. Chú hát hay chú ngủ. Mỗi lần mà mẹ mình với Long Mẫu mà về thì mẹ với Long Mẫu là nói chuyện nhà không à. Còn cha với Long Dương á, Long Dương không có nói chuyện chính trị, tại cái đó Long Dương không có xen vô của mấy ông như ông Trần Đạo rồi không có xen vô, nhưng mà Long Dương vẫn nghe lệnh của cha mình. Cha kêu ok trả đảo Hoàng Sa lại cho Việt Nam thì ông Long Dương ổng là người trả lại, ổng chỉ nắm quyền nhưng mà thật sự ổng có quyền, nhưng mà cái top priority mà order right là vẫn là thượng đế. Cái mấy lần hồi xưa thì
Nhiều khi ông Long Vương ông cai quản Hoàng Sa Trường Sa, cai quản Phú Quốc. Rồi cái bà chị thứ tư á, là cai quản luôn cả nước Nam Dương, những cái hòn đảo của Nam Dương đó. Đã có nói chuyện, một người nào cai quản cái gì thì hữu biết. Rồi giao lại cho cái bà chị lớn là cái ông bà đó mình thờ á, cái nước phun phun lên á, là cai quản Phú Quốc với Hoàng Sa Trường Sa. Thì ổng là vua Thủy Cung Thánh Mẫu. Cái đó là thật sự là thiên ma nó xuống thế gian á, nó đóng một cái màn, đóng cái màn cho người ta bị sốc, để cho con người học. Nếu mà mình không có trung cộng, nó không có lạm lưỡi bò, thì con nghĩ á, mấy thằng Âu Châu hôm nay nó cũng chưa có trắng mắt ra nữa, nó cũng theo thành nó đang rồi theo cách tiến á, là cũng là cộng sản, là nó không còn cái chánh nghĩa nữa. À, nó phải có cái này có cái kia, thằng đóng vai ác, thằng đóng vai cà chớ, rồi thằng đóng vai bị ổi, Biden đóng vai bị ổi phải không, rồi ông tổng thống Pháp tên gì Macron gì đó đóng vai điểu cá, rồi Tập Cận Bình đóng vai dạng giống như kiểu Tào Tháo đó. Thì thằng đóng vai cuối cùng nhân loại mình học những cái đó để mà đi đến thống nhất một cái hòa bình, mà một cái hòa bình cho 3.000 năm về sau cái thời vàng kim mà xua độc sớ á, nó là một cái mechanical run mà nó không có cái software để điều hành thì là cũng như không. Cái cây mà không có nước thì sao mà sống, nó cần cái thiên tâm đạo. Học Phật là từ bi, không có đổ máu. Ngài Đạt Lai Đạt Ma lãnh cái giải của Nobel năm 2009 hay gì ấy, là chỉ có đạo Phật trên thế giới này từ xưa giờ chưa hời gây hấn với ai, là một cái đạo hòa bình nhất, được tất cả các đạo nó cho cái giải Nobel. Thì cái thiên tâm mình trong tương lai là như vậy. Nhưng mà mình hơn cái đạo Phật của hiện giờ của mấy thầy của bên Tây Tạng, họ chỉ truyền cái từ bi, truyền cái thiền đi khắp Âu Châu, nhưng mà không, họ không có thể truyền làm cho cái người Mỹ, người Âu Châu, người Đan Mạch, người Đức, người Ý, họ thích qua bên Ấn Độ mà thiền, nhưng mà họ không bao giờ bỏ Chúa của họ, không bao giờ họ bỏ Thượng Đế của họ. Họ qua bên Dhurumsara là chỗ Ngài Tây Tạng ở, Ngài Đạt Lai Đạt Ma ở, thì dưới có cả 100.000 thầy Tây Tạng ở. Thì mỗi một người mà đi du lịch qua bên Âu Châu, họ giàu á, họ đi tìm cái peace á, tìm sự thanh bình á, họ qua bển, họ cứ đi kiếm ông nào á, họ rủ về cái dạ giọng rồi thiền, rồi cái họ cái mấy ông Âu Châu có tiền mà cúng dường lại, thì cái sinh hoạt cho đó như một cái thành phố nhỏ á, để đi tìm cái hạnh phúc ngắn ngủi. Mà họ phải đổ đường xa từ Âu Châu qua bển, họ ở những cái hotel rất là nhỏ xíu á, với giường cái giường thôi, cái bàn có nhiêu đây, cái hotel cái phòng có thể như vậy thôi, tại nhà trên vách đá không à, nó không có rộng như ấy. Thì họ ở chật chội vậy đó, rồi sáng xuống cũng có những cái quán chút, cũng là cái quán, tại đá mà đã cứng người ta xây, cho nên cái space mà living không có nhiều. Thì những người Âu Châu đó họ qua bển họ giàu có, họ không có hạnh phúc, thì họ đi tìm mấy thầy Tây Tạng để dạy cho họ cái hạnh phúc. Nhưng mà cuối cùng họ học xong họ trở về nước của họ, họ không có bỏ Thượng Đế của họ. Sau này thiên tâm đạo ra đời, họ vừa có những cái họ cần có, và đồng thời họ lại càng trân trọng hơn là Thượng Đế có hiện hữu, và con của Ngài sáng lập cái đạo này, và con của Ngài đã giữ đúng lời hứa 2.000+ năm trước. Chúa Giêsu ra đời trước cái dương lịch này 2023, Chúa Giêsu ra đời khoảng 2.300+, từ tuổi La Mã nó đổi cái thời gian lại. Thì cho nên sau này cái khi mà họ hiểu hết cái câu chuyện của mình là họ quản hồn. Lúc đó thì phụ con ngồi đây không?
Rồi chỉ là đang chú trọng ở nước Việt thôi. Rồi đây nắm giữ gian sen đó, cái bài chúng ta tin tưởng. Thì cái đầu của người ngụ bây giờ chỉ lo cho nước Việt sắp bị chết đói, sắp bị khổ nạn. Mà thôi là người biết rõ hết sẽ bị khổ cái gì và làm sao hết khổ, rồi làm sao để cho đem cái nền kinh tế lên, rồi làm sao đem cái khối mà tự do của Mỹ và Liên Hiệp Quốc, NATO gần lại Việt Nam. Đủ biết cách làm cái gì chỉ, rồi làm sao đem cái technology của người ngoài hành tinh vô được. Bây giờ con nói chuyện được với mấy gì như vậy? Con xin một cái thôi, là không lẽ mấy người thành tinh nó không nghe lời Đức Thầy, nó không nghe lời cha, nó nghe liền đó. Tại vì nó biết, nó cũng thờ Thượng Đế. Nếu mà không có cha, không có mấy chư Phật đó, là nó giết mình tàn sát hết rồi. Nó cũng là như mình thôi, chẳng qua là mình không có thể nói được tiếng nó. Nhưng mà nó cũng vẫn thờ cha, nó vẫn đạo Phật. Ngày nào trên chiếc spaceship của nó cũng có không biết có đốt nhà hay không nha, mà cái cách thức nó là khác, nhưng vẫn là cha của mình. Nó cũng vẫn là thờ Thượng Đế với mẹ, cũng giống như mình bây giờ. Mình so giữa người thành tinh với mình, thì mình so giữa 10 mình đi với những con khỉ con dượng mà nó khôn nhất đi, thì cho những khỉ dượng là giống mình, còn người thành tinh là người mình. Thì khỉ dượng nó cũng là cùng sống trái đất, nó cũng biết sợ, nó cũng biết nghe lời những người chủ nó, đúng không? Thì người thành tinh nó cũng vậy đó, nó không có thể nào mà ăn hiếp mình được. Mình cũng không có thể nào đi giết mấy con khỉ con dượng đó một cách vô cớ, tại vì cùng đồng loại, chỉ có là khác cái tiếng nói, khác cái mắt mũi gì thôi, thì có so sánh gì đi. Mà mình khôn con khỉ không, nhưng mà đối với mấy thằng thần tinh nó cũng nghĩ mình giống vậy á. Nhiều lúc nó coi mình sao mà khờ quá, tại vì nó đi những cái nước giống như bên Phi Châu hay những nước bên Ai Cập đó, mà thời mấy nghìn năm trước á, con người còn thô sơ đó, thì nó làm trên trời, nó bay trên trời, nó bắn ánh sáng. Cái những cái người thời xưa ăn long ở lỗ mà gặp nó tưởng nó là God không. Còn coi phim gì á, phim India John á, cái 8 cái sọ mấy cái thành tinh, nhớ không? À, nó cũng giống vậy thôi à, thì nó cứ thờ mấy người thành tinh, cái nó lại giống như God vậy đó, nhưng mà thật sự đâu phải là God, nhưng mà đối với cái người thời xưa là God. Bây giờ giống như mấy thằng khỉ nó cũng coi mình là God của nó. Thì con cứ soi sánh ngược lại chút xíu là nó cũng y như vậy. Nó không bao giờ nó hại mình, là vì nó biết nó hại mình là nó mệt với cha. À, thua hỏi mấy vị kỹ. Hả? Có gì? Kỹ Trường Sơn. Kỹ Trường Sơn mày nó móc mà mày nó về cầm cái gì sao? Còn có một tài nào cũng chịu chơi, đứng ngồi trước mặt cho mẹ ngồi gần trên này nè, giống mình nè, mấy con vô đây nè, đứng ngồi trước bàn thờ mà vô đây nè. Ở trên này còn đồ ăn nè, ai ăn gì em? Ngoài nó lạnh quá, vô này cho nó ấm một chút. Có máy sưởi không? Muốn mở máy sưởi không? Hay gì được rồi. Mở máy sưởi nó ngọt á. Hồi nãy giờ mấy đệ tử ở ngoài đó hả? Nãy giờ con đâu? Nãy giờ con đưa bác của bạn con đi về Hồ Trang. Rồi giờ trở lại hả? Nãy giờ kể mấy cái khúc mà
sáng giờ mấy vị tổng kết bữa lễ mình, rồi cha nói gì, mấy chư Phật, rồi mấy vị nói, mở cửa cho thoáng này hãy. À, rất là tuyệt vời, không có giờ lời nào để mà tả xiết, ai cũng vui hết. Mấy chư Bồ Tát với Phật với cha với mẹ, mấy vị nghe cái bài sớ của Hộ, mấy vị rất là xúc động, cảm động. Mấy vị khen sư phụ có tâm từ bi quá, lo cho nước Việt quá. Ngồi cho thôi, bởi vì con đang đóng phim người Việt. Kiếp sau con đóng phim người nào thì con lo cho người đó. Như nước Mỹ này nuôi sư phụ bốn mấy năm, sư phụ ở Việt Nam á chắc một xanh ra cỏ đó, răng là súng, một đó là đi làm ruộng, hai là chạy đa ôm, tức là nếu cơ hội làm chủ kiểu này làm gì có tiền mà xây mấy cái này đó, hiểu không? Cho nên làm gì làm sư phụ cũng cắn cho nước Mỹ được gì gọi là Mỹ thâu lợi phẩm, trời ban phong thận, mình cũng muốn nước Mỹ nó mạnh. Mông đẹp quá. Nhỏ này giỏi, thế hệ thiên tầm là thứ hai dựng núi. Nguyên cái buổi lễ mấy ngày các con làm rất là công phu, với người mà tôi muốn thấy tội nghiệp thương nhất nó là anh Trinh, lo cho mình từ miếng ăn miếng uống. Vỗ tay trên không nhận gì nè, lòng vòng cái mình cũng quen bán á, cái ngộ lòng như có duyên sao á, ổng là quy thừa tướng ở dưới Long Cung đó con. Ừ, tức là nhỏ này cũng thuộc dạng quận chúa chứ không phải là công chúa, thì cũng sư mẫu quá không. Tức là ba của ông Trinh là giống như thủ tướng của dưới nước vậy đó. Là lúc trước, lúc mà năm 2015 cho Hữu đi về Phú Quốc á, Hữu có kể là nhiều người nghe phải không? Đâu cần kể lại đúng không? Cần kể lại không? Không. Ủa sao có nhiều người gật đầu, nhiều người gật đầu. Bây giờ làm lại, có cần kể lại không? À, nếu năm 2015 sư phụ đi về định xây cái tháp thiên, sư phụ tính bỏ 10 triệu. Ở Hàm Ninh á, nó có gọi là một cái long mạch cực kỳ quan trọng của nước Việt là Hàm Rồng, mà sư phụ sẽ xây cái tháp ngay Hàm Rồng. Thì lúc đó năm 2015 thì nó đâu có chuyện gì xảy ra đúng không? Thời đó ông Nguyễn Tấn Dũng còn làm thủ tướng mà, thì đang lên thì Mỹ cũng bình thường, Trung Cộng mà Trung Cộng vẫn bình thường, nghe cũng vẫn bình thường, không có gì xảy ra, không có Covid luôn. Nhưng mà sư phụ biết trước là sắp sửa có triệu triệu người sẽ chết, mà một người như phụ mà biết chuyện thiên cơ như vậy thì phải làm gì? Phải lo xây dựng trước. Tại vì cái tháp bằng xi măng á, với cái tháp thiên á, nếu mà cái tháp thiên mà không có xi măng nó cũng không có tác dụng nha. Nó có phải địa với thiên hợp nhau. Mục đích cái tháp thiên á, là để cho chư thiên vô ở, mà người bằng tay của người thiên xây chứ không phải bằng tay của người đời xây. Người đời có thể giàu hơn cái vụ cách tỷ tỷ, Bill Gates nó có thể xây bất cứ gì nhưng mà không có chư thiên nào vô hết. Tại chư thiên không cần cái đó. Chư thiên chỉ cần những người của thiên. Và tuy là mình nhỏ nhưng mà mấy vị tới. Còn ngoài kia có rất là người giàu có nhưng mà họ không phải là người có cái chân mệnh để xây, mấy gì không có ngự lại, hai cái đó khác nhau. Thì năm đó hộ về xây tháp thiền, xin giấy tờ tốn 500.000, nội tiền đi đứng với bao ăn uống không á. Mà cuối cùng á,
quỷ ma làm sao nó khiến cho mấy cái người đó họ không có cho sư phụ xây. Tại sư phụ nói sư phụ xây xong, sư phụ giao lại nhưng mà đừng có ai thu tiền trong cái tháp này, sư phụ giao lại cho cái huyện đó. Cái họ không chịu, họ nói anh xây xong anh giao tôi muốn làm gì làm. Cái sư phụ là nó chỉ muốn thu tiền với bán vé rồi đại khái. Trở lại câu chuyện con rùa thì nó có liên quan tới cái tháp tới con rùa đúng không? Sư phụ nằm ăn giờ mới về, cái bệnh cũng lâu á. Rồi cái có buổi trưa trưa đó khoảng 12 giờ. Đây có cái ông ở ngay chỗ Hành Ninh, nó có cầu tàu á, cầu tàu xe tàu chạy Gạch Giá với Phú Quốc. Tàu tốc hành nó chạy 2 tiếng mấy. Mà ngay đó có cái bến tàu nữa. Có ông đó ông chài dính một cái con rùa bự vậy nữa. Bự bằng cái bộ đoàn vậy, dài hơn nữa gấp đôi. Mà nó nặng đúng khoảng, nếu mà bưng á, phụ nghĩ cũng cỡ 50 phao, 60 phao. Cái thằng Thành đệ tử sư phụ đi đâu cũng dắt nó theo á, thằng đó nó có điển á, cái thằng tướng nó bự con á, tướng này không nhầm gì đâu. Cái thằng mà đưa hàng lăn lên á, chỗ nó mạnh lắm. Mà nó bưng mà chừng từ đây cho tới đầu đường cũng phải để nó nghỉ mệt á. Thì sư phụ mua con rùa 150. Tại cái thằng đó nó biết có thằng Việt Kiều tới, thì thay vì nó bán nó lấy tiền nhiều hơn là nó làm thịt rùa, đúng không? Nó tính nó làm thịt rồi, nó đi vòng vòng nó hỏi em mua hoài cũng không ai mua. Cái sao đi ngang chỗ mà sư phụ đang ngồi, cái sư phụ thấy quảng hồn cho nó 150, trồ nó mừng cực kỳ. Đang qua chợ bán chưa chắc có người mua, mà nếu mà bán mắc nhất cũng giỏi lắm là 1 triệu là như ta 50 đô, rồi thuộc cho nó 150 luôn là gấp 3 lần khoái. Vừa xong nó bắt đầu ăn Thành nó bưng rùa nó với sư phụ với sư mẫu với nó ba người đi xuống bãi biển thả rùa. Cái con rùa nó chạy từ đây xa hơn chỗ hải một chút tới cái bàn đỏ đỏ. Cái sư mẫu tự nhiên cái đầu quả hay là cái điển công chúa nói không biết, hey du, bảo còn nói tiếng Mỹ nữa, tại quen tiếng Mỹ rồi, hey du, chưa có say goodbye gì mà chạy lẹ gì, du say goodbye lẹ là tiếng Việt tiếng Mỹ, đúng không? Vậy mà anh rủ nghe được, nó lạng nó dư thình lại, trời ơi, dư thình 180 độ nó quay lại. Mà nó khôn lắm, bà đứng mém mém như nước cát nè, để ngay chân bà luôn á. Sư phụ đứng cái bên không lại, mà lại nghe cái chân của bà. Nó mới tức cười, thù quả không trợ con rùa biết nghe tiếng người. Mà người Mỹ rồi gì nữa. Con rùa nó cực kỳ khôn. Tại bà nói hai thứ tiếng, thử dụ người Việt Nam thì nói tiếng Việt Nam hồng, tiếng Mỹ tiếng Việt mà nghe hiểu hơn. Rồi cái bà thì bà cũng vô tư lắm. Bà kêu thì cái ý bà là muốn vậy, hiện rùa cũng quay lại, bà dỗ anh cái mù của nó bụp ba cái, nói thôi đi vậy mà cái nó là dè lại, nó lấy cái bê dè nó đi cái một đó là khoảng như giờ ta có như buổi sáng khoảng 11 giờ, tại ghe chài nó chài buổi sáng cái hồ thả khoảng 11 giờ, cái trưa có 1-2 giờ chiều. Cái sư phụ với bà mới đi tèn tèn đi bộ ra cái miếu của chị bà. Bà biết miếu đó của chị bà, miếu của chị bà cũng cỡ này. Thì người ta vô bái lại dữ lắm. Thì có một thằng ở hàng xóm á, nó đi theo sư phụ. Mà tướng nó cũng ấm ấm, vừa đi tới, tự nhiên nó lắc lắc như này. Nhập vô, cái nó lại mẹp cái đầu xuống. Nó lại chào thái tử, chào công chúa. Thần, nó tiếng người tiếng Việt Nam. Nhập vô thì nói tiếng Việt Nam mà nó tiếng khác hơn là cái tiếng bình thường. Cái Việt Nam người ta nhập vô nhiều lắm, mấy vị thần nhập vô sát người thường lắm. Là thần là quy thừa tướng, mình tưởng là mình coi chuyện ở Việt Nam thủy cung là thần thoại. Bữa nay mình nghe cái thằng nãy vừa nhập vô mà nó quy thừa tướng. Rồi nghe cái mình lúc đó sư phụ gì chậm nhớ ngày qua mình có thả con rùa cũng gần cái matching cái story, cái nó lại rồi cái ông nói tiếp, cái nó ngày hôm qua thần uống rượu xỉn. Nó nói luôn ở là ban trên nói vậy đó,
hồi nãy giờ đó nó nói ba chinh. Cái ba chinh nói ngày hôm qua là thằng hơi vui thằng muốn ru thịnh xỉn cho nên lỡ bị nhân chài bắt, mai cũng nhờ thái tử với công chúa kịp thời giải cứu. Thần cảm kích đội ơn, đại khái là ổng cảm ơn đủ chuyện hết. Và bàn trình cái lúc đó cái hộ cũng như kiểu lịch sự quá, không ô không sao đó, chuyện nhỏ mà này nọ. Mà lúc đó hộ biết hộ là thái tử, bả cũng biết bả công chúa, mà cái thằng nhập vô á là mà nói chút gì là nó cũng phải thứ thiệt đúng không? Nó đang nói tiếng bình thường tự nhiên nó đổi giọng á, rồi xong cái cảm ơn lại lấy cái đầu đập vô dưới đá bụp 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 ba cái sức ra, cái thằng đó tỉnh lại. Ủa sao tôi thấy cái đầu tôi ê con đâu biết nó làm gì thằng đó, cái nó không có gì chứ thôi đi tiếp. Tại vì họ gặp cái cảnh đó rất là thường, cũng cái thằng đó mà cái ông thọ thằng bữa hôm kể mà ở trong cái cây nhảy ra đó, hiểu không? Thì vô để vô cái cây á là cũng thấy thằng nào dễ mượn xác cái ta nhập hoài thì cũng đó. Về Mỹ nè, về Mỹ thì thì kiểu mình á thì cơ ngồi thiền thì ổng cũng nhắn, rồi mỗi lần mà đi qua bên đây mỗi cứ hồi xưa mỗi một tuần chiều thứ bảy chủ nhật thì sư mẫu với hai nhỏ lên thì ngồi đó thì cho thăm gia đình rồi đó, thì ổng cũng đi theo rồi ổng cũng cảm ơn cũng nhiều lần đó. Nhưng mà cái mới hồi từng rồi á, bữa chủ nhật rồi á, ổng cũng có tới. Ổng nói thằng cảm ơn nữa, mà ổng cứ gặp là ổng cảm ơn, ổng không có biết nói gì chứ. Ổng nói ổng có nói mấy chuyện riêng chút xíu nhưng mà nói đây kỳ quá, để bữa nào nói với Trinh riêng. Đó là chuyện Quy Thừa Tướng có thiệt, với thủy công của Quy Thừa Tướng. Sư phụ khi mà sư phụ cứu con rùa là sư phụ đâu có biết là làm gì biết. Sư phụ ở bên Mỹ là tuần chiêu dần đáng trực chi mộ mỗi ngày, cái con kiến sư phụ giết thì sư phụ thấy con rùa là thuộc quản hồn phải cứu nó liền, không cần suy nghĩ, có hiểu không? Tâm quá ngại luôn á. Sư phụ đi vô mấy cái then mà chỗ cái cầu mà nó bán đồ ăn của Phú Quốc á, nó bán đồ sống không à, nó không có bán đồ chết. Nhiều lúc á sư phụ nhiều quá, tiệm nào cũng có một cái then á mà nó chừng 50 cái tiệm sao con mua nổi. Sư phụ chỉ lựa cái then nào mà nó ế mà ít á, cái sư phụ hỏi mão, ví dụ nó mão chừng 500 đô trở lại thì ok rồi tôi mua hết. Chứ hỏi mua làm gì, mày đem ra mày thả giùm cho tao. Thì nó ít tiền thì phụ làm, còn những cái then mà nó bán đồ bự bự mắc tiền quá mua đâu có nổi. Thế giờ mình thấy con chút chút mình biết nó rẻ tiền mình mua thì phụ cứ đi thả thôi, thả rồi đọc chú cho nên nó có chuyện mà cả một ngàn mấy con hải sâm nó nổi lên chết. 500 dịch là ở trong đất liền. Vậy là mình uống rượu mấy vị uống mà cũng xỉn ha, sư phụ. Anh không kể, không xỉn. Thì giống mình cúng ở Thiên Long Cung, ở mấy vị xỉn rồi, cái người ta bại thì sao? Cung ở là... không có. Tại vì chỗ đó người trà lưới nhiều quá, với lại cái tâm của những người đó là cố tình bị bắt. Mấy con này con kia ta đang nghèo mà con, còn ở Mỹ ai đâu bắt. Nó khác nhau. Cho nên là đầu thai xuống bên nước Việt làm thú cũng khổ hơn là phải làm thú ở nước khác. Thiệt á, nó bắt con nó thật liền á. Giờ con thấy con chó ở Việt Nam không? Con nào mập mập là nó lấy là nó đi giả cày. Con chó ở đây trâu chết chủ khóc nước mướt. Mua hòm chôm rồi đó. À, đó đủ chuyện á. Bữa cho hộ đi máy bay sao quét như có nhỏ đem chó lên máy bay được không? Còn có thấy nhiều lúc không bất bình, bất bình luôn á. À, nó nằm im re nó không có sủa,
mà nó cũng được ngồi trên ghế. Sư phụ còn chuyện huyền thoại gì sư phụ chưa kể không sư phụ? Nhiều lắm, không biết tới đâu đâu kể tới đó. Thôi người trên trời thì nhiều chuyện huyền thoại. Nhưng mà mình chủ yếu của mình đó là sư phụ đưa cái đạo ra đời. Cái chính của mình mà đừng có theo sư phụ, đừng có theo huyền thoại á, là theo số 12 đúng không? Cái này mình nói chuyện bề ngoài lời thôi. Sau này á sư phụ bắt đầu ổn định quốc gia đó, con phải tập trung lại, thì lúc đó sư phụ chuyên sẽ nói chuyện về đạo hết, sư phụ sẽ nói không có nói chuyện đời nữa, sư phụ sẽ giống như mỗi lần gặp con á mấy đứa đều phải giảng kinh này giảng kinh kia, còn bây giờ sư phụ chưa được phép làm cái đó, thì kinh điển á, là khoa của những vị thầy đệ tử của Phật, sư phụ là cũng đệ tử. Nhưng mà nếu mà nói về luật á, phụ là ngoài là tại gia, đúng không? Tại gia đó, ở trong luật Phật không có được giảng kinh. Con làm gì con phải đúng cái luật, con nên nhớ nha. Còn Việt Nam có mấy ông tại gia, tu tại gia mà giảng kinh là sai á, sai luật, con coi lại đi. Con có hiểu không? Con hỏi mấy bà thượng lớn đi. Tại giảng sai á, người đời làm sai. Còn ở mình tại gia, sư phụ có nói sai chút chút thì cũng không có mất mặt của Phật. Nhưng mà sau này sư phụ sẽ làm. Sư phụ cũng biết nhiều lắm. Còn bữa giờ sư phụ chỉ nói pháp chứ không có giảng pháp. Còn nếu mà giảng thì ví dụ như thầy thiệt thầy giả không còn biết, miễn là mặc áo vàng cào tóc là đại tử xuất gia có quyền giảng. Con coi lại đó. Tại gia chỉ nói thôi, nói nhưng nó qua còn giảng nó khác. Vậy lúc này sao giảng nổi con? Chết cận kề kiểu này. Quốc gia của mình là đại nạn lâm đầu mà con đó còn ngồi giảng. Con giảng vô bao tử họ đâu có no đâu. Họ đang đói con giảng kiểu nào họ cũng không có lọt vô màn nhĩ á. Không có nhớ. Việt Nam giờ con có nói đạo kiểu nào nữa người ta cũng chịu không có nổi đâu. Lúc này nhà cửa thiếu thốn tiền bạc, thiếu thốn income, mà con còn nói đạo nó này nó kia nữa. Trừ khi họ nhà họ thật tâm quay đầu họ tu. Còn họ bị bệnh họ lại Phật thôi, chứ kêu mà như thời trước khi mà mấy ca sĩ mà làm mấy cái scandal bị hư hết. Hôm nay bây giờ Phật tử người ta cũng quải dữ lắm. Giờ ta chỉ thích ở nhà chờ cơ bằng, chờ Đức Phật Di Lặc ra đời, lúc đó ta tính tiếp. Đa số sao cao đầu bữa nay có nói gì không? Mời. Trong đức thầy có khen Võ Dương, khen Võ Dương đáng bậc Tô Mi. Dạ. Không có rau rồi Tô Mi. Sao Võ Dương đáng bậc Tô Mi? Dạ. Hồ chỉ mỗi lần mà làm lễ gì nè, có nhiều điển mà. Thấy sân hồi nãy điển của cha đúng không? Điển của mẹ nữa, lập pháo rồi luôn, cả cái núi rực điển luôn. Cho nên những người có hiện diện hôm nay đều được quan hỷ, trong lòng có vui hết.
cái gì giải nghiệp, nhưng mà giải nghiệp trước mắt mình đang có, chứ còn định nghiệp, những cái nghiệp cũ của mình á, mình cũng phải tập dượt thêm đúng không, để cái mình chờ những cái dịp khác để mình gặp lại mấy gì, mấy con dễ là gặp được mấy cái gì đâu phải dễ đâu, mà gặp một lần một lượt mà đông vậy rất là khó đúng không. Còn sư phụ thì khác, cha với mẹ thường xuyên, cha nãy cha có nói, cha nói cha cứ vô nhà con vậy, vô nhà sư phụ á, rồi ông Long Dương cũng vậy, với ông Mẫu, sư phụ nói là nhà sư phụ trong nhà điển bay chéo chéo, cũng như là vũ trường vậy, đèn điển đó, những cái đèn quay quay vậy đó, tại vì sư phụ thấy mà. Cái gì về chơi hoài rồi mấy ông anh nữa. Ở trong nhà tự gì sư phụ có một cái bàn rất là đẹp, lúc nào cũng để trà. Rồi có hai cái ghế mà kiểu người tạo ở hai bên, bên Long Cung, bên Thiên Đình. Hai cái để có ghế ngay giữa là để cái bình nước trà đó. Ho là thay với chậu bông. Héo là mỗi ngày là phải thay. Mấy vị hay ngồi hay cái bàn đó. Nhiều lúc đó mình có phước, cái mình nhìn thấy cái những thầy sư phụ ở trong chùa, cái mà ông nói sao tôi cả đời tôi muốn gặp mà không gặp được. Thật sự những cái gì đó đó, thà có lòng tin không gặp nhưng mà giữ lòng tin tiếp tục tu hoài sẽ gặp, sẽ thành Phật. Còn cứ mong gặp mà gặp rồi á thì lại sanh ra ngã mạng, rồi từ đó sẽ ngã, sẽ bỏ tu. Có nhiều vị như vậy đó, người nhiều người ngồi thiền nhập định gặp Phật rồi cái thấy ngày cũng bình thường, rồi cái bắt đầu cứ nghĩ là mình cũng sẽ ở cái level đó quanh đây này nọ, thì từ đó cái ngã mạng nó lên đó, rồi đi sai đường cái bỏ. Hồi xưa đó mà thường nó siêu á, rồi khi những vị khác có ba bốn người nữa cũng y như đó, bữa nào những vị đó đều có tiếp xúc được tất cả các chi vị của ngày hôm nay, nhưng mà tiếp xúc được với cha là một chuyện, mà đến lúc mà Phật tử vô cô ổng cô dính cũng là chuyện khác. Hay đó, khác nhau không ở sư phụ thường nói cái thằng Thông, mấy con đừng có mong nó sẽ cơm mà lon. Khi mình cái mai của mình nó phiêu đó, giống như ông đang có từ từ đó, ông giờ cũng giống như nay mà mọc cái sừng lên chút chút, nó mọc gì chút chút vậy đó, dịch lại cho nghe, sau này gán ngồi thiền lên rồi nó sẽ mọc lên nữa, nó không có khó, nhưng mà mấy con cũng không có cần đó, cần mình bỏ được tham sân si ba thứ, rồi nhân lễ nghĩa chí tính tam can ngũ thường là soi con về trời hết. Giống như cái ông thầy bữa ngồi với phụ ngồi nè, ông thầy đã tạng, ông là siêu thần thông á, cái ông mà nói sư phụ có 9 dòng màu an đó, anh bắt thì thấy sư phụ 7 dòng đó, không sư phụ biết sư phụ có 7 dòng, bữa nay mắt ổng nhìn sao thấy 9 dòng. Chắc có lẽ sư phụ ngồi thiền bữa đó nhiều á, trước khi ông tới sư phụ đang thiền, thì trong lúc mình thiền nó lại energy nó nhiều hơn, nó khác hơn lúc mình mệt. Khi mình làm việc trong vòng á, mình mệt á, nó cái đó nó cũng yếu lại, nghe không. Thiếu ăn nó cũng yếu. Thế không? Thế nó mất sức á, bởi vì có những người mà bị nghiệp bị tà đó, mà lúc mà mình sức khỏe mạnh, mình không có bệnh gì hết, thì nó không có xâm nhập mình, nó không có làm cho mình bị depression, hay là nó không có vô người mình, tạo cho mình nhức mỏi, nhức dài hay nhức xương. Mà đến khi mà cơ thể mình yếu á, mấy cái dòng, mấy cái thai nhi mà mấy cái người mà ngày xưa mình mắc nợ họ đó, nó là thác á, nó cũng ảnh hưởng đến sức khỏe của hiện tại. Cho nên con thấy mấy thằng lịch sĩ, mấy thằng đô đô á,
ít có bị dông nhập, mà nó bị nhập nó điên. Là phải là quỷ nhập. Chứ còn dông nhập thường thường thì đa số mình chỉ uể oải hay là lạc miệng hay là lạnh lạnh người rồi chút chút, phải không? Là kiểu là như vậy. Còn tụi Âu Châu á, thường nó cũng bị ma nhập, nhưng mà con thấy làm ghê lắm, không? Nhảy gầm gầm rồi cái ông cha á, là phải giải dùng cái thánh giá đó. Giải cái lắc nhiều không nhập ngược là ổng không chừng. Tức là nó là tên hành tinh rồi. Còn cái này mình nói là dông là những cái dạng giống như những người hợp với mình, củ quyền của mình, hay những đứa con mà xưa mình vô tình mình bỏ nó thì nó theo mình thôi, nhẹ nhẹ vậy đó. Còn ở chùa Phim Anh là không có dông, chỉ có ma ma hiền. Không thiệt, nó hiền lắm, tại vì nó cũng tu như mình. Mấy người đó là chúng ta nè, họ sẽ giúp con cực kỳ á. Cái thằng Danh á, nó ở trong đó gần bữa giờ mười mấy chục năm, nó đâu bị gì đâu. Tại khi nó đàng hoàng thì mấy dông là bạn của nó mà giúp cho nó không có tai nạn gì chứ. Từ xưa ở rất là suôn sẻ. Giỡn như tôi vậy bữa ơi. Giỡn nào hả? À. Tôi không thích giỡn nó gì mà. Nó giỡn thì sao? Thí dụ tôi đang cúi xuống tôi lấy gì ra, vậy sao sàn tới sàn luôn vậy nè. Chọc cái vui vui á. Dạ. Nhưng mà nó không có hại mình. Tại vì nếu mà nó hại chuyện đơn giản, cái chùa đó thường mở bữa giờ như 2018, bữa nay là như 15 năm, không có cái tai nạn gì cả. Hả? Thôi giữ cái chùa đó là vì mấy ông dông á, chứ không phải mấy ông hiệu quốc danh đang là đàn nhỏ. Mấy ông tưởng thôi lại mấy ông lại. Cái ông này nhỏ nhỏ mà hiện giờ là đọc kinh giỏi á. Trả cả gì cho vụ. Mấy ông dông thôi, tội nghiệp. Thương dông mà giữ cái building 18 triệu. Bây giờ sư phụ làm cái miếu như mấy ông chân thần. Bữa thôi nhờ thần Long làm. Chùa thỉnh thì được hết. Ok rồi, chịu ông trong của chùa Viên Manh về đây ở nó không khoái nữa. Tôi cắm cái cột nó ở góc núi này nó còn mừng nữa. Hồi nãy quên, Chính Long nói là Chính Long rất là từ bi nha. Tuy là ngài là võ tướng, dũng tướng, nhưng mà nãy ngài nói với phụ là lúc mà cha tới là rất tất cả các vị thiên thần của thế gian và những tầng trời cũng về đây đã có mặt cha là everybody. Nhưng mà là xem tham song song là một đống dòng nó đứng lên trước cổng mà chỗ cửa sắt của mình quá trời luôn, trùng trùng lớp lớp rồi ở ngoài bên săn gớt mà nó không có vô đây được. Rồi cái này là hồi xưa chứ ông cũng có nhắc, nhưng mà từ bữa nay mình quên. Nó next time á là khi mình làm cái lễ lớn gì mình cho nó ông bàn mà vô trong nhà trắng, mà giờ mình bận kiểu này mình đâu có vô nhà trắng được. Nhà trắng là bữa hổm làm đóng nít rồi, phải không? Nó thấy cha tới rồi nó thấy chư Bồ Tát tu luôn. Hồi nãy ông nói quá trời luôn, nó đứng ở dưới mà nó không có lên được. Dông á khủng khiếp, tại vì họ biết họ có ngủ không. Dông là ai? Dông là mấy hàng triệu phú của Mỹ này không á, cũng có người Việt Nam mình á trong đó. Nhưng mà cái đám người mà chết Covid của Mỹ á cũng đông nữa. Khi họ còn sống họ còn tất cả, họ chết rồi á là gia đình anh em cũng không ai nhìn thấy được. Rồi họ phải đi bạn bè gọi là tụ tập cô hồn các đảng thì họ mới tụ thành một đống người á. Rồi họ đi đâu? Họ đi những cái nơi mà họ biết là cứu được họ, cho họ ăn. Mình sống mình không có bị đói nha. Mình muốn ăn gì á, tệ nhất cũng mì ly mì gói. Còn bên kia á, con đói con thèm ly mì ly cũng không có. Con thấy ở Costco hay là những cái tiệm nó bán nó đổ đồ ăn, nhưng mà cái luật ở bên kia đó mấy con ma không có được ăn tầm bậy. Ăn mà không có được phép người ta cho đó là ăn không có được dùng á. Không có được ăn.
là phải có người cúng đàng hoàng mời mới được ăn. Cái luật bên kia khó lắm. Mình ở bên đây mình tự do 10, qua bển mình mất tự do hết 8 rồi. Chỉ còn có 2 thôi. Mình muốn gì cũng đều không được hết. Mấy ông thần với mấy ông thổ địa canh kỹ lắm. Phạm cái là bị phạt. Nên lúc nào họ cũng đói rất. Tại sao ta nói homeless? Homeless thật sự nó không có đói. Nó chỉ kiếm tiền mua rượu đúng không? Bên kia là đói thiệt á. Bữa hổm ở hãng chú phụ, hãng nhỏ đó, rồi có hai cái, một cái nhỏ. Là bữa hổm 5-7 dông, mà dông là dông bạn già mà toàn là handicap không à. Handicap chơi handicap mà nó ngộ. Cái ông băng handicap ngồi trong cái building. Cái sư phụ với anh bắt cái ghế ngồi giữa hết. Cái ổng cầm gì ta, trong xe ổng không có gì á, ổng để cái thùng mì ly. Cái ông cầm ra một gói, mì gói. Ông bẻ nát nát mà không có nước kìa, khô khô, ông gãi. Cái ông biến ra, vậy mà nó ăn 5 con dông, ăn 5 dông hay là kép Mỹ. Nó ăn xong cái đuổi nó ra khỏi cái building. Thì mình mới ngồi nói chuyện ở trước cửa được á. Trước cửa cái building 42 không á. Là cái mì gói mà không có. Làm dông mất tự do đó. Thôi mình là họ thiên, mình to của ông trời, có sư phụ, mình chết mình thành tiên nha con, tại nhất cũng thành tiên. Tiên tiên nhí rồi tiên chúng, còn tiên cao cao hơn á, có chức phận hơn á, gọi là tiên lớn hơn á, thì sống dai hơn, có quyền lực hơn, có phước hơn. Là khi đứa nào dưới này tu khổ á, là trên nó làm tiên bự. Còn đứa nào dưới này tu sướng cũng được về, nhưng mà không có phạm giới á, làm tiên nhỏ. Giống như người mình, xã hội trẻ nó cũng có đủ giai cấp. Có một cái là xài phước, chứ không có xài tiền. Vì trời không ai cần tiền hết, cần cái phước. Mà cái phước là mình lấy từ đâu ra? Giống như cái giếng nước vậy đó. Mình lấy từ ngay bây giờ, ngay lúc này. Bữa nay ít nhiều mấy con cũng mang về nhà. Sư phụ nói giống là gì mai túi ba gan mà thế trả vàng vậy đó. Là bữa nay mấy con bảo đảm đứa nào cũng có một cái túi ba gan đầy vàng. Nó ngày mà làm chút sẽ mang mấy cái quý đó về, những cái đó nó sẽ mang mình về trời. Còn ở ngoài đời á, người ta cho mình bonus hay người ta cho mình cái paycheck, nó chỉ làm cho mình hấp đi một cái dinner hay này nọ thôi, nhưng mà nó cũng sẽ xài hết đúng không? Còn cái bữa nay mình làm cho mấy chi vị vui á, không có thể nào mà lấy tiền mua được, và cũng không có thể nào mà quý hơn nữa. Mà nhất là có cha, có sự hiện diện của cha. Cha có ở đây lâu không sư phụ? Lâu chứ. Lúc đầu mà khi mình thù bắt đầu đọc sớ thì cha đã tới đứng đó, thì mọi chuyện gió nó tới lị mình. Thì khi đọc sớ xong á, rồi thù đi vô, rồi cha cũng ngồi nói chuyện chơi với Long Dương, với những mấy vị Phật, có bàn của mấy ông Phật đúng không? Tha chư Phật cũng là mấy ngày nhắm mình thôi, tu thành Phật thôi, cũng như PhD vậy đó. Cũng đứng nói với cha trên cái bệ đó. Rồi cái cha mới kêu sư phụ đi lên đi chỗ điện mẫu để mà cha dạy. Thường mỗi lần vậy cha đều cho sư phụ một cái lecturing. Ok. Thì mấy lần trước thì như sư phụ đi la con á, lộ cơ làm cho cha nhức đầu. Mấy lần trước sư phụ làm mấy cái bài thơ, sư phụ vừa bỏ lên clip cha xuống gõ bấm lấy xuống lấy vô lộn cơ. Mà có cái bài tại sao mà cái 513 câu là ai muốn nghe không á. Thật sự sư phụ có cái bài thứ hai, sư phụ bỏ lên hỏng thầy một ngày, cha kêu lấy xuống, tới giờ chưa dám upload lại, chứ không phải là không có. Là bài đó sư phụ nói gì không?
vô kể tên hết tất cả những chư vị mà thời đó thôi, là mấy cái bản mà mấy con ghi á, vị nào dạy cho phụ gì làm gì á, chi tiết quá, cái gì không có thích. Ví dụ như Đức Thầy nói cái gì thì Đức Thầy nói, ta nói cho con nghe thôi, mắc mớ con phải nói cho người ta, lời của ta lặp lại con nói ý con, nghĩa là cái gì không có muốn lặp đúng cái lời là hiểu không? Ừ, kiểu vậy á, giống như một ngày chặn đạo ổng nói cái sao lặp đúng bị ổng la, mẹ mới nói sau này con mà nói chuyện gì của vị nào á con phải hỏi gì đó trước. Nhiều chuyện gì mà xưa sổ đâu có biết, cứ cà tưng vậy đó. Đến nay có gì khen ơi, à, con bây giờ khôn ra. Cho nên giờ chị hồi chị nói là góp ý thôi, chứ còn lập lại y chang cái lời á là không có nên. Nó rõ rệt quá, sợ Thiên Ma nó nghe nói à ông á, ông nói đệ tử ông rồi mình nói lóng lóng lo gió vậy đó. Cho nên thì Hồ đọc hết tất cả thơ mới gì cho Hồ á, tôi không có nói cái bài nào với ông nào trừ khi cái bài mà Đức Thầy cho là Hồ nói thiệt, để làm chi, để độ mấy chục trường tín đồ hòa hảo. Cái bài đó là bữa đọc ở chỗ nhà Bác Dạo á, mấy con biết bài đó phải không? Thiên Tâm Nhân Nhất Tụng Nam Mô á, là bài đó của Đức Thầy á, bài mà sấm thiên ngày trước á, lúc còn lúc đường á, chừng nào đã nổi lông chìm đó là của Đức Thầy á, tại vì ngài đã làm chương trình rồi, lúc mà ngài làm cái bài thơ này á thì cũng là ngài. Mấy con nghe bài đó rồi mà, nên khi mình cúng á, mấy con dòng á, nó cũng áp tới hàng rào mà nó không lên được núi. Thì chắc là rảnh rảnh về ba tầng đó. Mình đã cho nó chồng nhỏ nhỏ. Sư phụ, mấy dòng tới là họ muốn gặp cha hay là họ muốn tới là họ kiếm ăn? Cả hai. Chỗ nào có cha tới là dòng hay là chư thần chư thiên đều tới. Dân nó cũng muốn xin cha xã tội. Mấy ông Trump mà đi đâu á, dân thường nó cũng thích coi vậy. Mà cha đâu có đi chỗ nào đâu, chỉ có mình thôi. Giờ những cái người, những người ba đệ tử, chào con. Sư phụ được huấn luyện, được dạy được những cái gì đó, bây giờ tổ sư Bồ Đề hay là ngài Tế Công đâu phải ai cũng quen được ngài đâu, đâu phải ai cũng là đệ tử của ngài, tại sao đệ tử của mấy ổng rồi mấy ông Bát Tiên nữa, ông nào mà dạy cho phụ thu cái tính theo thế gian nhất tự là nhất sư rồi. Cho nên thu có 6 ông sư phụ, trong đó Phật Hoàng là người quan trọng nhất, mà thu ít cái men sành tới, tại vì ngài nghiêm quá, ngài dạy thủ rất là nhiều. Cái này là của Phật Hoàng á, đầu tiên Phật Hoàng Trần Nhân Tông nghiêm nhưng mà rất là từ bi. Cái hạnh của sư phụ có mà tái sanh hôm nay Phật Hoàng dạy là gì? Hồi xưa Phật Hoàng dạy sư phụ á là con làm vua như ta, con cũng từ bi như ta, con cũng buông bỏ thế gian, buông bỏ vật chất để mà độ chúng sanh, ta cũng buông bỏ ngai vàng. Đó Phật Hoàng dạy, Phật Hoàng dạy. Và những cái bài thơ Phật Hoàng dạy sư phụ nữa. Ta mới lên núi Yên Tử ta tu, sau này con cũng sẽ như ta, con là đệ tử của ta. Không, nước Việt Nam. Cho nên Phật Hoàng những năm đầu ấy, Phật Hoàng dạy sư phụ nhiều lắm. Tại vì sư phụ là học là một của kiểu Phật Hoàng, sau này con sẽ lập lại đời nhà Trần giống ta, là giống như là quên việc nước mà quên việc nhà mà lo việc nước á, quên thù nhà lo việc nước, hiểu không? Sau này sư phụ sẽ đi tu, mà tu thiệt, tu giữ thiên tâm mình,
Nó là cứ gò nhập thất thôi, lấy cái áo của thầy Trang mua á, mua áo vàng phải không? Thì thủ cứ ngồi thiền, ngồi đến khi nào mà không cần để rocket mà tự động nó bay về, giống như kiểu bà chị vậy. Về già phải ngồi thiền chứ con cỡ này á, sư phụ mà được về tuổi như cỡ cao đồ á, là thường ngồi thiền từ sáng tới chiều, tu khoái ngồi thiền. Còn ổng không thích ngồi thiền. Cỡ tuổi này là đúng là phải ngồi thiền là thành Phật liền, giống như Edwin ngồi thiền á, được. Tại sao ổng ngồi có 2-3 năm mà hôm nay ổng thành, ổng đạt được chứng tu đạo hoàng rồi? Là vì khi lớn tuổi á, cái đầu của mình nó trở lại thành đứa nhỏ, nó vô tư lắm, nó trống rỗng mà nó không có lo gì hết. Tức là chúng ta lấy lại những gì chúng ta đã mất trong vòng mấy chục năm qua trong đời người lăn lộn cực khổ. Chứ thật sự đâu có ghen đâu, mình lấy lại những gì mình có. Thế nhưng mỗi ngày lúc mà lớn lên á, mình học hành vật chất, tiền bạc, yêu đương, thì mình mới bị che lấp cái chân tâm của mình, cái tánh nguyên thủy của mình. Rồi đó, khi lớn lên á, mình mới nhìn thấy hết cuộc đời. Mình không biết tu gì á, mà cái người lớn tuổi mà không biết tu, họ cũng nhìn lại cuộc đời của họ. Rồi từ đó họ mới hối hận, rồi họ mới vui, cái đạt, cái bại, cái thành, cái bại, cái thành, cái bại, cái thắng, cái thua. Thì ổng đã trải qua hết cái đó rồi, thì cũng giống như tu thôi. Cái công thức tu cũng là vậy mà. Rồi đến khi mà ổng cảm thấy đời này vô thường, tôi có lăn lộn trên khắp thế giới, đi nơi này nơi kia tìm tiền, có lúc dễ có lúc khó, nhưng mà cuối cùng á ổng ngộ ra được, ổng buông hết, ổng ngồi thiền, ổng đừng vậy. Cho nên về già tu dễ hơn trẻ gấp nhiều lần. Chứ hơi đâu đi làm chính trị nữa bác mình. Đã cỡ tuổi cỡ con nè, con còn quậy thêm được 30 năm nữa. Tại vì sau này y khoa nó giỏi á, người sẽ sống dài hơn. Tại trong kinh Phật có nói, thời nay mình 60-70 là vì mình stress nhiều phải không? Còn khi mà cái thời thanh bình á, thế giới nó thanh bình, cộng lại với những cái đồ ăn đồ uống với thuốc men là nó không có Covid nữa, mình tới 120-130 giờ. Ôi chết cha, nếu mà sư phụ sống thêm 50 năm nó mang cộng sản cho chịu nổi. Xong không? Từng một năm mà khấn cái kiểu này mấy lần là chết luôn rồi. Đó, mấy cái lời của sư phụ nói là khấn vậy là cha là mấy chư Phật là nghe hết. Ngày mai upload lên là mấy ông về cộng nghe hết luôn. Chết cha nó cấn tôi kiểu này. Thà nó nộp đơn thư Liên Hiệp Quốc hay là nó làm gì chứ nó khác như này là tụi tôi mau chết, mau sụp đổ. Dạ bác ơi. Dạ. Thưa sư phụ, xin phép sư phụ cho tôi. Nói thiền tươi. Nửa bên đứng đây nói nè. Cho nên mỗi chúng ta đều có nhiệm vụ. Đã được họ ký rồi, quên, chứng nhận rồi, trên chứng nhận rồi, đức thầy chứng nhận rồi. Cộng lại thêm một cái người mà thù nói trên mạng là ông Thiên Ánh á, cũng là quà hảo gạt đúng không? Mà hôm nay bữa nay ông về ông đứng mãi, cho ông Trang nó qua nó khóc, nó lại ba nó quá trời. Ổng còn cảm ơn mình nãy nữa, rồi ổng đi chung với đức thầy. Rồi ổng kêu, tại vì ông nào đứng chỗ nào chỗ đó, ổng không có đi vô trong cái khu nhà bếp mình được. Cái ông nói Thái Tử ra thăm tôi một chút. Lúc đó thường mới cầm cái nhang đi lang thang rồi. Ông Thiên Ánh đi theo hầu đức thầy, tức là đã là có phước rồi, là theo Phật rồi đúng không? Dạ, theo Phật. Đó là vậy thôi. Với ở trong đó đó là những bác mà ở trong đường Cửa Long Hổ mà sáng bác Mại nói, họ cũng đều có phước. Ai mà phòm Minh Dương á là đức thầy rước hết. Thì trong đó có những ông đi trước, mai mốt ông có bạc nè cũng đi như vậy, cũng theo đức thầy, ông này cũng vậy nữa nè, là đi một băng vậy đó. Chẳng đi xin phép cái lâu lâu cái về núi mình cái thử bắt thử phai của mình. Thì ông Thiên Ánh ông cũng y chang vậy thôi,
Hồi xưa ổng già mà ổng sắp chết ổng xấu lắm, mấy đứa đây biết á. Đến bây giờ ổng đẹp trai, bốn mấy tuổi là cỡ như đứa tính nha. Tôi luôn nghĩ về là đức thầy của sư phụ. Sư phụ có thể xin cho tôi họp để tôi họp với đức thầy á. Dạ. Nhiều chưa. Chuyện đồ bị ông Lan làm vậy. Dạ. Nhớ không nhớ lắm. Tự nhiên khóc nhớ đức thầy. Tại vì công lao của ngài quá lớn. Hôm nay gặp sư phụ đã từng sống với ngài trong nhiều kiếp. Sư phụ là người thứ hai mà trong đời tôi trân trọng và kính nể. Có một kiếp tức là mỗi lần mà đi làm việc á, mà hai trò đi làm việc chung, tái sanh cũng cùng tái sanh đời đó. Nhưng mà có một kiếp rất là hay nhưng mà mình không dám kể trên mạng. Bữa mấy gì nói đi khắp đủ tất cả các nước luôn, nhiều nước lắm. Ở cái trái đất này á, bây giờ tôi mới hiểu được 96 dạng nước linh căn của mẹ gãy xuống á, là nó sắp xuất, vẫn là con cha, chúng ta đều là con cha con mẹ hết. Nhưng mà nó không phải là directly. Có người thì thảo mộc, có người thì rồng, có người thì cốt chó, đầu thai từ từ, nhưng mà cũng là con định đó. Mà nó kiểu ví dụ là anh của mấy con, nhưng mà khác, là đích thân cha tạo ra, đích thân mẹ tạo ra. Rồi mỗi một cái nơi nào mà cần khó khăn đó, là cha mẹ sai đức thầy sư phụ xuống. Những người tiên giỏi hoặc là những người tướng thiên tướng giỏi xuống đây, xuống những cái thành tinh đó để mà dạy dỗ họ. Thì giống như bây giờ nhìn lại á, một mình nói như cha mẹ giống như bầu xô, rồi ở dưới có một vàng ca sĩ vậy đó. Đến một vàng người thợ vậy đó, ai đóng vai gì vậy gì. Mà đúng cái vai đó phải là người đó phải đóng. Người đóng vai ác, người đóng vai hiền. Cô đức thầy đóng rất là nhiều vai. Nhưng cái vai này là vai cuối của đức thầy ở trái đất này. Cũng là vai cuối của sư phụ trái đất này. Bởi vì nó không có còn thể chế của thiên ma nữa, đâu cần hữu đây nữa. Còn cái bình thường lại là do tất cả các con, các cả chúng sanh, họ còn tham chút tiền, họ còn ích kỷ chút. Nhưng mà cái sự bất công sẽ không còn nữa. Bất công là ma mị á, giống như kiểu gì cộng nó trắng, nó đen, đen nó trắng vậy đó. Sau này nó không còn cái đó nữa. Vì tất cả chúng ta ngồi thiền đọc kinh mỗi ngày, không ai gạt chúng ta được. Rồi sau đó, mở một chút nhãn thông nữa, thôi khỏi nói luôn. Ôi sao thứ ba bữa này con hiền quá vậy, im re ta. Hôm nay ngồi cái bữa nay tôi ở đứng anh mấy đứa không? Ngủ bằng trên chỗ trống nè, mình đâu có nhiều thời gian đâu. Có chuyện rồi xong mấy con mai rồi đi về hết rồi. Đừng gom lên đây ngồi gần gần đi, ở vui. Này giờ này hả? Cái chuyện này thiếu tự nhiên đi mà bị. Vậy mới biết là đệ tử trung thành phải không? Ở đây á, hồ có Hải, Hiêu Tanh có Tính. Nên hai thằng này á, phải đặt cái tên gì ta? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Đây con này, thấy con thấy hai này tránh giống giống không? Ồ, quý không thấy là chồng người con đây à, quý không? Ông Nghiệp mà nhìn khá xa xò mới gom lên ngồi chỗ này. Không gian có nhiêu đây à? Mọi người chúng ta mỗi người mỗi nơi ha. Muốn gom cái người gom cũng dễ ha. Vé máy bay thôi tới hết. Công nhận vỗ tay. Nói còn tinh thần lòng tin vững mạnh. Cha cũng thường dạy phụ dạy mấy con phải giữ vững lòng tin. Đức thầy về á là cao đồ của mình không có thấy nữa, cao đồ chỉ nói chuyện bằng âm thanh thôi, giống như nãy là vậy, nãy sư phụ quay bằng cái này cái điện thoại, chứ giờ cao đồ nghĩ nói chuyện sao, nói chuyện như kiểu mà ngồi thì nhập định cao đồ có nhập định được, đúng không? Mình cũng như bên cao đài á, từ xưa giờ chỉ chạy chỉnh vậy nè. Cái ngày hôm qua cái bác mà với ông bố nghe cũng răng là rụng rồi, tóc giờ cũng bạc mà không rụng tóc không phải ngày nào cũng chờ từng ngày cũng mới như sổ thôi, cứ nghĩ là không còn bao xa là chim hiền được về tổ. Nhưng mà ngày hôm qua thì ở trên một vị lớn ở trên về nói là lúc mà nói chuyện xong cũng từ giả như kiểu mình ta sẽ gặp các ngươi trên đất mẹ, mà nói với ông bác mãi với ông bố chứ không phải nói với sư phụ là dư sáng rồi, sư phụ đã cá độ với ông Đặt Lai Đặt Ma rồi, tại mấy vị hồi xưa ô ngài đừng lo cái ông kia ông cũng tám mấy chục rồi, để sư phụ lo phần sư phụ không có lo phần sư phụ nữa. Mà ngày hôm qua cái vị đó là nói chuyện với hai ông già đó thì là bao lâu, hai ông già đó với ông già này con nghĩ ông nào gần hơn, giờ mình cá độ ông nào đi trước bao hả? Không thì ngày hôm qua cái vị nói là hai ông kia sẽ cầm cái cờ này này về bả thiết nữa, cầm cái lá cờ này luôn thì hỏi ông nào ông nào đi trước mình. Tôi nguyện tôi còn để mà tôi cầm lá cờ đó. Cái lá cờ đó nó không phải là gây hận thù, mà cái lá cờ đó là lá cờ để mà lấy lòng tin rail với Mỹ. Nên nhớ Mỹ nha, là mấy con làm ăn công ty cũng vậy, ISO cũng vậy. Luật Mỹ nó có cái cấm vận á, rồi sanction á, nó có nhiều cái để nó remove lắm. Mà một bước một mà lên trời mà nó làm liền á, không bao giờ. Thí dụ Việt Nam mà nó ok, tôi không xài cờ vàng bảy sọc đỏ nữa, sao bằng bản đỏ rụng đồng nay mai đi. Mà xài là cờ kiểu khác, mà cái đổi thể chế kiểu khác, nó cũng vẫn là 20-30 năm á. Chứ thằng này á, là lẽ nhất, là vì nó đã có nằm trong cái breaker rồi, hiểu không? Thế nên tại sao tôi giải thích vậy luôn á, mà không ai hiểu. Tại sao cái phi trường thân nhất mà giờ mình đi máy bay quốc tế vẫn còn chữ Sài Gòn, đúng không? Nó đâu có nói thành phố Hồ Chí Minh đâu. Thì cái này nó đã có cái cũ rồi. Ồ, thì lúc đó người Mỹ sẽ nhìn là 50 năm miền Nam gọi là giải phóng đi, nó kêu là nội chiến bình thường thôi. Một quốc gia cũng trở lại một quốc gia cũ, dân tộc Việt Nam cũng là dân tộc cũ, đúng không? Tại mấy Bắc Cộng cũng là người Việt đó, Việt Nam, ở Hồ Nguyễn đúng không?
con ông Nguyễn luôn á, thế mà là Việt Nam, chứ nó không có phải là người miên chiếm mình rồi mình chiếm lại thì nó hai chuyện khác. Nó hiểu cái concept của Mỹ, nó có công thức nó làm việc á, nó phải có lý, thì từ đó mình mới hành cường bóc lẹ được. Không ông màu à, nó có những cái quốc tế đâu phải dễ đổi. Cũng giống như hồi xưa lúc mà Đức Thầy mất tích á, ngài ở Nhà Văn Thiên Điển á, giữ của ngài $1 trillion, rất là nhiều tiền, và đồng thời hàng năm á, Nhà Văn Thiên Điển phải trả tiền lời cho nước Việt Nam khủng khiếp. Sư phụ có cái gì đâu mà nó vô nhà kho á, này của ngài á, ở bên tỉnh chờ sư phụ. Mấy chỗ nói ở này đâu phải có tôi của sư phụ tôi, có nữa. Mà mấy ông Việt Nam mà muốn lấy cái đó thì nhìn quốc tế nó không có được. Người nước thầy không có con cháu gì đi. Ông Việt Nam sẽ được xin trước. Không, nó có những cái mà người đời không bao giờ hiểu. Thầy sư phụ là ở cái label thì có những người tự nhiên. Ở Việt Nam á, nó có một số người rất là đông, mà họ cũng là chính trị, họ cũng là tâm linh. Mỗi một lần mà sư phụ mà làm gì á, là họ là người chỉnh đầu tiên, họ là người nghe clip đầu tiên. Cũng giống như sư phụ mới có ca bỏ clip ra, thái tử ơi, ngài là giáo chủ mà sao ngài cứ ca hoài, ngài ca dở quá. Sau này mấy đứa nhỏ nó bắt chước ngài, nó ca nó không chịu tu làm sao. Trời ơi, mấy ông đi phò mình, mấy ông đi cầm lên lại với mình, ông già không à. Cái mình nói, ông nói là chắc tuổi ông lớn tuổi rồi, thì tôi độ ông đã tin tôi, đã tự tôi có ca dở ca hay thì ông tin, ông cũng phải là tin đó, cũng phò cũng phải là phò thôi, đúng không? Giờ chưa, còn mấy đứa nhỏ nó đâu có thích nghe người nói chuyện nhảo nhảo mà tâm linh kiểu này, thì nó ca để nó có điện thanh rồi từ từ mình mới dụ nó. Thì cái ý mình là vậy. Thầy sư phụ làm gì mà hỏi bà trên có nên hay không nên, cái bà trên vậy đó, ở trên nó Chúa cũng ca, Phật cũng ca, con không có làm giới lực. Mà giới lực ở dưới thế gian đó, Phật ca nói là tăng ni không được ca, con đâu phải tăng ni. Ở trên giới lực vậy đó, cho nên chỉ có người là gọi là chấp thôi. Còn cái ca dở ca hay thì là một chuyện khác, đúng không? Mà mình cố tình dở để nhớ mình dài. Bây giờ sao? Mấy đứa ca hay làm những ca hay quá, ta nghe bản là ta quên rồi. Ca dở để ca sai danh từ, chặt giọng nữa, không có nhớ dài. Ok rồi, mình mấy giờ rồi đây? Đi về chưa? Dạ 10 giờ rồi. Mấy lẹ, mấy ngày, mấy ba, bốn ngày mấy con qua đây gặp sữa thì cho chia tay. Thì có tội nghiệp á, bỏ công ăn việc làm, bỏ tiền của qua đây ngồi. Nhưng mà gặp được Phật quá lời, con lời quá lời, quá lời, quá lời. Hả? Ok rồi, mình ngồi đây 50 phút nữa. Còn muốn nói gì cứ nói thì cho vui. Này quay chơi thôi, không có áp lô gì. Con có câu hỏi này mấy cái bạn Mỹ con á, nó hỏi sao người vô đạo này á, khi mà rời khỏi thế gian thì để lại xá lợi với lại nhục thân, còn chú của tao đi về thân khác, thân biến mất tiêu, không có giờ, không biết đi đâu.
Tại vì hồi xưa thời chinh chiến La Mã, tụi người La Mã đó, nó có thể dùng cái tôn giáo để nó đi thống trị thế giới. Cái xác Chúa bảo đảm không ai tìm được, có thể nó chôn cái gì tầm bậy bạ ngay chỗ đó là nó lập lên thôi. Mấy người Mỹ vô chuyện con á, cái thấy con để ông Phật Di Lặc bằng ngọc xanh trên bàn con, mấy bà lại rờ đầu ổng, nó đẹp quá, con nó đừng rờ đầu để bà có được rờ đầu ổng. Giống như hoa Mỹ như bà Veronica vẫn đèn của tổ, cái dù lúc đang bận là chưa nói chuyện được kịp với tổ thì đã quấn khúc rồi, cái hồi cái Veronica muốn quấn thêm nữa, cái thù mới hỏi tổ, tổ nó vô quá ngại, nghĩa là tổ nó cứ quấn thoải mái đi, không sao chứ vô quá ngại là quấn thoải mái, không biết không, không trả lời vậy, tổ mình á, cái gì là trực tiếp không á, giống như bữa thù làm cái bàn á, thị phụ xuất hỏi cái ông cầm kiếm á, ông Tứ Đại Thiên Dương á, ông nói ngày làm sao miếng đẹp được. Thật sự mấy gì không có chắc. Không có tâm đạo đây ta. Tâm đạo đi hả? Anh thử đây ông. Anh thử rồi về nói lại với sư phụ của con nghe. Anh phụ nhắn lại con nói sư phụ của con. Là tâm đạo là sư phụ con phải không, còn hoài tâm là sư mẫu sư tột không. Hồi nãy sư phụ đang đói bụng quá, sư phụ ăn tâm đạo lo lại cha lại mẹ, không lo sát sư phụ. Sư phụ quản hồn, tại vì trước mặt mấy sư phụ của sư phụ là ở ngay đó cha ngay đó, mà là không lại mấy vị đi lại mình nhỏ cũng sùm luôn, gài mình lên để cho cha. Phụ không có thích mấy cái đó, phụ ít thích ai gửi lại cho phụ lắm. Năm đạo tu vậy đó, hiểu không? Không có nên mấy cái gì đứng trước mặt của mình á, làm vậy cái mấy gì trách phụ, nó giống như phụ có cái ngã hay sao. Mấy cha thì đứng đó sờ sờ đó, Long Dương nữa, mẹ nữa, Long Mẫu nữa. Mà buổi lễ rồi thì hồn mãi nó giữ đi. Gặp mình là cứ lại mình chi. Mình lại mấy gì cũng chết luôn. Chúa Giêsu của mày xưa hứa với mày cái gì? Chúa Giêsu lên lớp từ elementary lên high school. Tại thiên tâm mình nó khó dễ mình cho high school đi. Rồi đạo Phật chánh tâm á, là họ buông hết tất cả đó để mà thành Phật cho lẹ đó, thì cho họ đại học đi. Con hiểu không? Thì mình cứ mình high school được rồi. Đây mình cũng còn hàng tâm tịnh nhục. Thì mình cũng còn vợ chồng đúng không? Thì coi như mình thua đi, nhưng mà mình cũng là học Phật. Nhưng mà trong một số đệ tử thiên tâm về lâu dài á, mà muốn đại học á, là cũng dẫn thiên tâm, rồi hạ thủ công phu, cũng phải tuân theo những cái giới luật của Phật Thích Ca. Còn giới thiên tâm của mình thì là vậy đó, để mà mình lấy số lượng đông chung dung toàn thế giới. Còn khó như đạo Phật á, ít ai theo nổi. Mà như bên công giáo á, thì hôm nay chỉ có hai cuốn kinh tới đó là hết cái nấc thang để mình leo rồi. Thì cho nên giờ Chúa tái lâm lại cho lên lớp, con giải thích gì dễ. Sư phụ, vậy người Mỹ mình có thể ngồi tập thiền với mình được không? Con nên dạy những gì con biết á, là con dạy hết. Chủ yếu là thiên tâm mình là ngồi thiền là chính, để tâm nó tịnh,
Còn bên đạo Phật và Đại Thừa đó là họ chủ trương là niệm Phật không à. Nếu mình niệm Phật nhưng mà cái tâm nó đâu có, nếu mình biết niệm liên tục á thì cũng gọi là thiền đó, nhưng mà cái đó nó không có phải. Có người đạt được cái đó gọi là tâm bất loạn. Cái quan trọng á là khi tôn giáo, có nghĩa là mình ghi tên vô một cái trường học, thì trong trường học nó có cộng lực, thì giống như con ngồi gần Cảnh Tú, ngồi gần sư phụ, thì cái lực hiền từ nó cũng lây qua con có tu dở con cũng sẽ hiền theo. Thì cho nên tại sao từ những loài thú, loài người, tất cả các loài đều phải có bạn, có đàn, phải đi như vậy. Con nào đi lẻ loi là bị sơi tải. Ở dưới thủy cung cũng vậy, trên bờ cũng vậy con thử. Đó là tại sao chúng ta phải quy tụ. Làm gì làm phải có nguyên tắc của sư phụ. Không có được giận nhau ban ngày, không có được hỏi chuyện cá nhân, hạch hỏi chuyện cá nhân, soi mói cá nhân, không có được mượn tiền của nhau. Thì mấy đứa con sẽ giữ tình tỷ muội huynh đệ bền vững. Còn mà sai quy tắc của sư phụ thì là coi như là sai rồi. Thì một cái gia đình nào cũng có quy tắc, cái đó là riêng sư phụ quy tắc đó. Còn quy tắc của cha đó là 12 giới lực đâu đấy. Của cha. Còn với sư phụ có ba, dễ ợt, dễ làm. Dễ không? Mấy con thấy cái đó dễ không? À hả, không giận nhau quá ba ngày dễ ợ, đâu khó đâu. Chào cười hồi bữa nãy là đệ tử này á, sao con lại cạo tóc vậy? Chị giải thích nghe thử. Dạ. Thưa sư phụ, con không có gì, con chỉ là xuống tóc gieo duyên thôi. Con cứ ngồi nói chuyện bình thường đi. Xuống tóc gieo duyên. Dạ, chứ con không phải là xuất gia gieo duyên. Nhưng mà tại sao phải xuống tóc gieo duyên? Dạ thưa sư phụ, con muốn trả ơn cha mẹ với ân sư của mình. Trời ơi, là con đúng mà. Dạ, con không ghen có cái cần cha mẹ. Chứ lúc trước hồi thấy tóc con cũng đẹp á. Xuống tóc gieo duyên cạo kiểu này. Cũng ra mà thưa thầy. Ra hả? Tóc tai của cha mẹ mình trả về cho cha mẹ thôi, không có gì. Nó không là một cái nguyện thì cũng tốt, không ý, không có gì. Ba mẹ còn sống là mất. Dạ thưa sư phụ, vẫn còn nhưng mà con không ở gần. Người ba mẹ có buồn hay vui thấy con xuống tóc như vậy? Thực ra là mọi người không có biết. Không biết hả? Dạ. Con có chụp hình dễ vậy? Dạ không biết đâu. Nha, đứa đệ tử này cũng lạ. Mấy con dám xuống tóc kiểu gì hả không? Dạ mà. Dạ. Xuống đi con hả? Xuống. Xuống vậy hả? Tóc thụ là hai tuần nữa ra. Thụ đâu nhầm gì đó. Chỉ nhỏ. Gắt kìa mấy đứa con kìa. Xuống tóc gieo duyên trả ơn cha mẹ, con nói chuyện đúng là có hiếu, bố rất là hoan nghênh. Nhưng mà mình phải làm gì nó có thực tế hơn con. Có tiền mới gửi về cha mẹ. Xuống tóc má không có xài được. Biết nhưng mà mình cũng phải có để cho anh em trong nhà, nhiều mình có ít mình ít, nhiều lấy nhiều cũng phải gửi. Chứ còn ở xa mà con không có về được, không có chở ông bà già đi ăn được, con cũng thấy buồn đúng không? Thì con làm cái đó là cho con gửi tiền là cho ba mẹ con. Mà hiện giờ con xuống tóc là cho con, để mà con cảm thấy là an ủi đúng không?
con có lấy tiền ba mẹ con xài, tại Việt Nam lúc nào cũng cần tiền hết, mình cũng cần cả hai. Với lại thưa sư phụ, với lại con mỗi lần con gửi con hay xin lại, giống như là ví dụ chẳng hạn con gửi 300, 350 ví dụ vậy đi, thì con nói là cho mẹ mami cho con xin lại 50, xong mami dùng cái tiền đó mami đi làm từ thiện, thì coi như là cái tiền đó là tiền của mami, tức là con gửi là biếu 350 nhưng cho con xin lại 50, thì tạo cái cơ hội cho mẹ được giao duyên. Mami con ở đâu? Dạ nhà đình con là người ở Hải Phòng. Hải Phòng. Dạ. Nơi đó không có người, nhiều người biết đạo. Hôm mốt thụ về lập nhờ Phạm Nhật Dượng lập chùa Thiên Tâm ở đó. Dạ. Tại mốt nó cũng làm bạn với phụ à. Đồ khoát đó, tại đồ khoát. Cho nên là bữa. Bộ hổm phố bộ xa, bộ nhắn cho bộ á, bộ đậu nói xấu nó đâu, xe mày tao phá, nhưng mà tao nhắn sẽ thử, đụng nó bay, nhẹ quá. Tao bảo cái ngọ, cái mũi đó, không có một cái người nào mà không bị chửi con. Hôm nay Bình Dương bị chửi, Trần Nhật Phong bị chửi, Chu Quốc Huy bị chửi, ông Tạ Đức Chí, Charlie Nguyễn, thị trưởng Quách Minh ta, không có ông nào không bị chửi. Có mình thư phụ là không bị chửi. Kỳ thiệt. Cũng mong nó chửi sao. Con nghe coi cái clip kìa đâu không? Cái vụ mà mê gà. Hả? Không, mà quên cái buổi tiệc đó đó. Cái buổi đó là phải nhờ ai ta? Ai là người mà thiếu cái khăn đó vậy? Bữa nhớ cái khăn bữa nào tặng nè. Ngay thời điểm tại nhiều người tặng cái khăn loại đó, sư phụ không biết là ai có khăn đó, mà trong xe cũng hên nghe nó có cái khăn đó, mà sư phụ vô tình hay là cố ý, nó lạnh quá. Cái bữa đó hình như là cũng năm mấy độ, 50 độ, 40 độ, sư phụ ra quất, mà nhờ quất cái đó mới không bị chửi. Thiệt đó. Đây một buổi tiệc lớn nghiệp có biết bao nhiêu tổng cục hai nằm dụng trong đó, rồi cộng sản ở đây nằm dụng nó đầy chứ bộ. Rồi mấy ông HO cực đoan cũng nằm dụng chổng cho đủ khoe hết, mà nhỡ khăn đó mà không bị người nhiều quốc gia hải ngoại chửi. Cho nên cám đứa này là cảm ơn đứa là tử nào thiêu cái khăn đó bữa đó. Chồng của Tùng. Cái hàng đó thì thường nhớ là nó không có dấu thiền tâm, nó chỉ là thường thôi. Tùng hay đang. Tại cái đó nếu mà con về chính trị nó là big deal. Trước mặt đó là mình đưa cái strategy của mình rồi. Thì sau này thường mới hỏi là mấy gì khiến vậy? Là vì sau này á những cái người mà trong đó bị mất uy tín, sư phụ thể nói lại với cộng đồng người Việt. Khi mà con ra ngoài đời á, mà con nhận cờ đó, là cái ý tưởng mình sao nó dính cứ ngắt với mình. Mà khi mà con bị cộng đồng mà nó ghét rồi là con có bỏ 10 tỷ cũng sửa không có được á. Nó khó cái chỗ đó. Từ đầu xưa tới cuối thù chỉ là không có ưa cộng sản. Cũng không phải là mình nói là không ưa quốc gia nha, quốc gia cũng có cụ trong đó. Rồi chỉ hơi nói là không ưa cái ác, thì chỉ là chuộng cái thiện thôi. Rồi từ đầu cái clip đầu tiên tới giờ, tới ngày hôm nay cũng là như vậy. Thù chỉ là theo cái thiện thôi. Chứ trong quốc gia, người quốc gia mình nó cũng có người ác, trong cộng sản cũng có người thiện đó con. Trời ơi, thù coi tướng lại hết, chỗ ở trong đó quân của cha gửi xuống nhiều lắm á. Nằm dũng chồng, thù không dám nói tên, tại mấy ông đang nắm chức bự lắm. Để một chút về coi thử bài sớ đi, viết gì mà mấy vị khen quá trời. Mấy vị đã khen ông Sơn Tài ông Dục, thù Thái Tử, Thái Tử đọc cái bài đó, mấy vị quá trời cảm động, cha cũng cảm động. Tôi chúc ngài, tổng nói chuyện với hộ, chúc ngài được toàn ý là tội nguyện, ý là tội thành ý nguyện.
ổng chúc vậy đó. Cha thì trời nó ok. Your wish. Your wish comes to mind. Cha cũng vui, cha vui, mẹ vui, Long Dương cũng vui, mấy vị Phật cũng vui. Ok rồi, thôi mình đi về hả? Về nghỉ ngơi đi. Giờ cũng mệt rồi. Sáng giờ mình cũng mệt rồi, ngủ rồi. Gác cầu cho mấy con, nhắm mắt lên lên. Giờ mai sáng thôi.